cái mẹ lại gần bà xã em thì mẹ mới ôm, xong rồi thấy bà rớt nước mắt. Mình cũng không hiểu trong đầu mẹ, mình không mẹ hiểu rớt nước mắt hả? Dạ mẹ, mình không hiểu sao. Trời ơi, ông nói ông thương mình, ông yêu mình rồi bị gì ba ba là sao mà xong lên từ sáng đến chiều không dám nắm tay em, rồi cũng không đụng chạm gì đến em, biết nào ẩm tuốt vô một dãy nhà lọ nhà trọ nó xa ơi là xa luôn. Mà mình đã ẩm mới bé mình lần đầu là mình còn mắc cỡ nữa chứ. Mình nói ông này không có ý đồ gì không, sao vô cái chỗ gì mà nó xác. Ê, nhưng mà cái tình cảm của hai đứa nó trong sáng không? Nó trong sáng như trăng rằm. Chị, nó trong sáng, em nói thiệt với anh chị, nó trong sáng như pha lê á. Nhưng mà ổng thì sao? Ổng còn riêng đến nỗi mà đêm tới hôn em mắc cười lắm. Vui vì được gặp lại hai em. Chị Một biết không, mới vừa gõ cửa thăm nhà hai vợ chồng này ở dưới Tiền Giang. Một cái câu chuyện tình yêu của họ rất là hay nghe chị. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Thường. Em là Nguyễn Thị Minh Lý. Công việc của em là vận động viên bơi lội. Bây giờ em làm việc là ở Cà Lại Tiền Giang. Nhưng mà khi mà bơi và thi đấu là em làm ở Tân Bình. Bây giờ vẫn còn làm vận động viên bơi lội dạ, luôn? Dạ vẫn còn chị. Và kế bên đây là anh xã của em. Rồi mời em. Dạ chào chị Hồng Vân. Dạ, chào anh Quốc Thượng. Xin chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Hoàng Anh. Năm nay em 41 tuổi. Hiện tại là công việc của em là huấn luyện viên bơi của người khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh. Hai vợ chồng bây giờ nói cho anh chị nghe cũng như là chương trình biết cái câu chuyện tình yêu của hai bạn, lần đầu tiên hai bạn gặp nhau như thế nào, rồi trải qua cái mối tình nó ra sao. Lúc em đi thi đấu và anh là huấn luyện viên của đội Cần Thơ là anh đưa quân lên Sài Gòn thi. Nhưng mà lúc đó là em trong đội của anh luôn hay là hôm đó mới gặp nhau? Em là của trực thuộc Tân Bình. Vì em là vận động viên nên là lúc đó em ở dưới hồ. Anh là huấn luyện viên, anh đẩy một vận động viên. Nhưng huấn luyện viên là tới bây giờ em mới biết. Chứ còn ngày đó em tưởng ổng là tình nguyện viên. Thì nghĩ ổng là tình nguyện viên nên mình mới ngắm nghía. Nhưng mà lúc chứ đó còn nếu mà là huấn luyện viên là mình không bao giờ mình để mắt tới. Nhưng mà lúc đó ổng có bề ngoài, ổng có đẹp trai không? Ngày xưa có nhiều muối lắm, sáu muối rồi giờ chị gom lại còn con muối à? Sao lý? Nói chung là chị biết trong cuộc đời em á, là em rất thích màu tím. Mà vô tình ông này là bữa đó ông cũng bận cái áo màu tím, rồi cũng bỏ áo vô thùng rồi nhìn bảnh trai lắm. Đang bơi mà nói với con bạn, ê giờ tao thích ông đó rồi mà làm sao để tao quen ổng ngoài kia. Đây là trường hợp này ném về bị sấm sét rồi. Còn em có nhìn thấy cô ấy liền không? Em thì lúc đó chưa nhìn thấy, lo nhìn là cô mà đẩy xe đúng không? Đúng rồi. Tập trung vô chuyên môn thôi. Xong rồi cũng đi ngang một cái nhóm vận động viên gọi là cái nhóm mà lộn xộn đó. Thì trong đó nó mới phát hiện ra là có một cô bé rất chi là, nói chung là mặt mày thì sáng, dễ thương. Xong rồi mình cũng gật đầu, mình cao, rồi mình cũng cười. Mình lịch sử mà. Hết cái giải đó, khi mà về á thì mẹ của bà xã em á bắt đầu có gian xe về. Thì lúc đó là em có xin cái số điện thoại. Bao lâu thì hai đứa mới gọi điện thoại cho nhau? Tự ông này ông gọi. Thời điểm đó em là người gọi trước. Thì em chỉ gọi hỏi thăm thôi. Rồi bây giờ nghe cái giọng ở trong điện thoại thì em nghe cái giọng có đáng yêu không? Là ngọt lắm anh à. Tức là em yêu từ cái giọng nói mà. Rồi sau đó là sao nè, tình cảm phát triển nảy nở sao nè? Lúc đó em đang thất tình một cái bạn kia. Nhiều người yêu lắm. Em đang thất tình cái bạn kia, em đang buồn bã. Rồi em nghĩ rằng là lý do là tại em đi không được nên là mấy có nhiều trắc trở ở với cái bạn kia. Nên là nhân dịp ông này ông gọi rồi ông tỏ tình rồi thế này thế kia là mình đang bị đau như thế này nè. Nên là mình nghĩ không, mình không có tiếp tục quen nữa. Giống như mình không có tiếp tục mà cho ai một cái cơ hội để người ta giống như quen mình nữa. Bây giờ anh thương em đúng không? Thương nói ba má qua cưới. Là em chịu. Thì anh nói chứ trời đất ơi, mới quen em có một tuần biểu cưới gì. Vậy nói vậy là anh đâu có thương em thật. Vậy thôi đi, đừng gọi điện em nữa. Làm khó rồi, em đó. Lúc đó thì em như thế nào Hoàng Anh? Thì em cũng suy nghĩ dữ lắm. Xong rồi bắt đầu là thôi bây giờ cứ lên giáp mặt cái đã. Từ ở Cần Thơ em lên Sài Gòn. Thì bắt đầu là cũng hai đứa cũng nói chuyện. Lúc đó là đi về Cần Thơ là bắt đầu xin phép, nói với mẹ rồi nói với bà rồi nói với dì để mà hỗ trợ để mà mình cưới vợ. Thì lúc đó mới có 26 tuổi. Lúc đầu mẹ không chịu thì mình kể hoàn cảnh của vợ em giờ vậy đó. Thôi cái mẹ nói bà suy nghĩ nó không được. Tại vì con bây giờ gì mà con lấy về mới mốt là khổ lắm. Không chịu đựng được á. Rồi mình bỏ con người ta rồi các thứ thì sao. Nói chung là con phải suy nghĩ cho thật kỹ. Thì lúc đầu mẹ không chịu thì tiếp tục tấn công cho bà ngoại rồi mấy gì rồi các thứ. Thuyết phục đó. Cũng mấy gì cũng nói vô, đốc vô, đốc vô. Rồi cuối cùng thì mẹ cũng đồng ý để đi qua mà gọi là xem mắt á. Qua tới nơi thì vô nhà xong rồi bắt đầu chào hỏi rồi các thứ. Xong cái mẹ lại gần bà xã em thì mẹ mới ôm,
xong rồi thấy bà rớt nước mắt, mình cũng không hiểu trong đầu mẹ, mình không mẹ hiểu rớt là nước mắt hả? Dạ mẹ, mình không hiểu sao từ đó về sau là coi như là xong cái việc đám hỏi đó rồi là đám gà mắt đó rồi là tiến hành tới ngày đám hỏi luôn. Là chỉ về, có một tuần sau là đám hỏi là về mẹ chịu luôn. Dạ nhưng mà bây giờ kể là cái câu chuyện nè, sau khi nghe vợ kêu thách cưới á thì lên Sài Gòn đúng không, rồi lên Sài Gòn rồi hai đứa nói chuyện với nhau rồi có nắm tay rồi có trao cho nhau nụ hôn gì không? Trời, em kể cho chị nghe mà anh với chị hết hồn đi. Trời ơi, ông nói ông thương mình, ông yêu mình rồi bị gì đang là xa mà. Xong lên từ sáng đến chiều không dám nắm tay em, rồi cũng không đụng chạm gì đến em biết nào. Thế em suy nghĩ là chắc cái ông này không phải vậy quá, hay là mình chưa đủ sức để mà chống đụng giống như mình. Là mình nghĩ mình lúc đó trong đầu em nghĩ hoang mang lắm, vì nghĩ mình đi không được nữa. Chắc mình không giống như những cô gái khác á. Cái xong sau chiều tới chiều tối á, ông ngồi lên trên cái giường, em cũng ngồi ở đó. Thế thì măng mê sao nắm lấy được cái tay em vậy? Trời, đàn ông gì mà nắm lấy tay em mà cái tay nó cứ nói, em nói nó lạnh dã man luôn. Dùng đúng không? Em mới nói chứ sao anh nói anh thương em mà từ sáng giờ em đâu có thấy anh thể hiện gì đâu anh. Trời, nói vậy sao mà dùng hết sức lực đàn ông hay sao á, sức hàng mồ hôi luôn mà hung đúng trên trán em con cái. Trời ơi, hung con vậy đó. Rồi cái chiều rủ em qua nhà bạn chơi, mà tự ảnh quen em là đó là lần đầu tiên ảnh lên Sài Gòn. Rồi cũng lần đầu tiên giống như là ảnh hỗ trợ cái việc đi đứng cho em. Trời ơi, thôi thì rủ người ta đi chơi đã, người ta khó khăn rồi, ta đi khó khăn rồi đi lựa chỗ nào nó thoáng và nó dễ đi. Không, đi đâu? Đi qua tuốt ở bên chỗ đó là chỗ nào? Quận Bình Tân. Quận Bình Tân á. Xong rồi là ẩm tuốt vô một dãy nhà trọ, nó xa ơi là xa luôn. Mà mình đã ổng mới bế mình lần đầu là mình còn mắc cỡ nữa chứ. Tôi nói ông này không có ý đồ gì không, sao vô cái chỗ gì mà nó xa. Rồi sao? Vô tới nhà trọ. Vô tới nhà trọ là gặp bạn của anh. Rồi ví dụ chơi này nọ trong nhà đó đi, không có vấn đề gì, nói chung là khó chịu hay gì cũng thoải mái. Trên đường đi về là xe hết xăng. Mà em đã nói giống như em đi đứng khó khăn mà xe hết xăng sao em xuống. Ê, chở vô trong chỗ rồi xăng. Xong rồi chị biết em phải tuột về phía trước à. Trời ơi. Em nói cái ông này chắc không xong rồi đó. Đâu phải mình trượt là xong đâu. Cả một cái 4-5 người đổ xăng người ta nhìn. Trời ơi, chị này chị cũng không chịu xuống xe nữa. Cũng ngồi luôn ở trên xe. Đổ xong xăng rồi em vẫn ngồi đó mà người ta bật cái yên xe lên. Chị thấy nó ghê chưa? Hay xong đi ra đường em tan vàng. Nói kể từ đây trong cuộc đời anh nha, đừng bao giờ chở em đi mà xe hết xăng ở đâu. Ủa, em sợ đổ xăng lắm rồi. Đúng rồi chị. Em nói là đừng bao giờ nha, còn không mà mình nghỉ quen đi anh. Ôi nhưng mà ổng hiền mà. Đâu, anh đi suốt trên đoạn đường về anh sợ em bỏ anh thiệt. Đúng không? Anh nói không, anh không có cố ý. Nói chung là chuyện đó anh rút kinh nghiệm suốt cả đời. Em đừng nghĩ vậy nha. Đừng giống như là anh không phải anh cố ý đâu. Là lúc đó bắt đầu can đảm chị, bắt đầu nắm tay kéo ôm về phía trước rồi. Gơi. Đúng không? Ê nhưng mà cái tình cảm của hai đứa nó trong sáng không? Nó trong sáng như trăng rằm. Chị, nó trong sáng. Em nói thiệt với anh chị nha, trong sáng như pha lê á. Tại vì má em như vậy nè. Tao nói rồi nha, bốn đứa con gái, nhà có bốn đứa con gái mà bà căng dặn từ đứa một. Anh nói rồi nha, quen nhau gì quen nhau thì chỉ nắm tay bậy bạ thôi. Bắt quá nó hung thì đó, bà dặn là hung tinh tráng thôi. Chứ nếu không có bầu là chết, hoặc là nếu mà mất đời con gái là sau này lấy thằng sau nó quấn chết chấm luôn. Rồi mình cũng tưởng thiệt vậy chị. Bốn chị em coi như không đứa nào biết gọi là yêu là như nào. Cho đến lúc lấy chồng là cho đến lúc lấy chồng là còn y xì. Còn ông này ông giữ ghê gớm lắm. Nhưng mà ổng thì sao? Ổng còn riêng đến nỗi mà đêm tới hôn em mắc cười lắm. Có nghĩa là trong thời gian mà quen bạn này là em cũng chỉ nắm tay và hung trên trán thôi. Dạ. Có lúc nào mà em muốn vượt qua cái ngưỡng đó không? Cũng có chứ, nhưng mà mình sợ. Em hỏi chị, tám hỏi rồi là mình đã được vượt rồi chứ gì? Không, ổng không vượt. Ông không có vượt. Cứ hát cái câu gì nè, em chưa thi đỗ thì chưa động phòng. Của Lưu Bình Dương Lễ đó. Nhưng mà thời điểm đó là thật sự là em đang chờ thi và đang tập luyện để thi. Thi Paragame á. Dạ. Nên là anh cũng không làm gì. Nhưng mà mỗi lần em hỏi chuyện đó với anh á, là anh cứ mắc cỡ, mặt mà anh đỏ tía xong anh không trả lời em gì hết. Giờ còn mắc cỡ không?
À, bây giờ hả? Mấy năm rồi, hai đứa mấy đứa là... chưa? Chị, nhưng mà nói chung là riêng về những cái chuyện đó là anh rất là hấp dẫn, mà anh tuyệt vời một cách kỳ lạ, em không biết nữa. Ồ, vậy đó hả? À, em cũng không biết chuyện nữa. Vợ chồng á hả? Dạ. Có nghĩa là luôn. Bởi em mới thắc mắc, em mới hỏi bà chị em. Ừ. Bà hỏi chị, ví dụ như chị, rồi ví dụ sau này thì sao? Chị nói á, ôi cái giống như tả bài vậy mày. Ừ. Em nói sao em không vậy ta, vậy em bất bình thường hả? Nhưng mà ảnh là tuyệt vời, có cái là giống như anh lúc nào cũng cho mình có cái cảm giác là mình luôn mới mẻ. À, nên là ảnh hay vậy. Chứ theo khi nếu như mà em mà bị cũ kỹ như chưa chắc là em là người tủi thân nhiều lắm. Tại vì em cứ nghĩ là trên cơ thể em nó có khuyết điểm á. Nên là em sợ em làm vợ không có được trọn vẹn á. Nên em cứ tự nghĩ, nhưng mà ảnh nói không. Đó là ý là anh tạo cho mình em một cái đúng cảm rồi. Giác thực là cảm giác là em là bình thường. Hai vợ chồng đã có hai bé rồi. Vậy hả? Gái dạ. Trai đều có đủ luôn. Là bé đang nhiêu tuổi rồi cưng? Dạ bé lớn em 15, học lớp 9. Là bé gái à? Dạ. Ồ trời hay quá. Bé nhỏ là 8 tuổi, học lớp 3. Trời ơi, con gái đầu là coi như giờ đỡ đần cho mẹ. Dạ, cho nhiều mừng điểm ha. Rồi đó. Tại nghe nè, hôm bữa là anh có mời lên chương trình Vợ Hồng Son rồi đúng không? Dạ. Và em rất là vui đúng không? Em thích cái phần nào? Em thích cái phần kể xấu ảnh. Đó. Không, bây giờ để Hoàng Anh, à, đúng rồi, anh Hoàng Anh kể trước đi. Vợ em xấu thì tật xấu chứ không phải xấu nha, vợ em đẹp nha. Giống như là cái khuyết điểm xấu thì cũng ít chứ không nhiều. Có mỗi cái giống như hai chồng mà cả ngày làm việc mệt, giống như mình khi mình về tới nhà mình muốn nằm xuống cái mình ngủ. Cứ về tới nhà tắm xong cứ vô phòng rồi là ngủ, trước khi ngủ là phải ôm. Mà nhiều khi ôm tới sáng, bữa nào mình ôm luôn tới sáng, mình mệt quá mình ngủ mình ôm luôn tới sáng. Cái là sáng ra nói hôm nay anh tuyệt vời. Giống như ôm tới sáng rồi là gì là phái hả? Ờ phái ôm thì phái ôm. Mình á nhiều khi em á thì thường thường á kế bên em có cái gói ôm, thì em hay ôm cái gói ôm, hay quay qua ôm cái gói ôm mà em ngủ. Mà trong cuộc đời ghét như cái gói ôm đó đó. Thấy đi không được chứ gác dữ lắm vậy. Ngủ gác thôi. Coi nào mà gác hai chân lên cổ mình không? Có chứ, nhiều khi cũng có. Xem vòng phải không? Xem vòng phải không? Đó. Thấy đi không được chứ gác dữ lắm. Em khi em tập rất là mệt, là bắt đầu tối em ngủ bằng... Sáng anh nói em á, em không có giết anh bằng gì mà em giết bằng cái chân của em á. Em để lên cổ anh xong rồi anh nghẹt ở đây mà để xuống hoài, em cứ để lên. Rồi gì nữa nè? Với thêm cái nữa là còn nữa hả? Giống như bữa nào mà vợ em mà mệt trong người á là em biết nằm xuống khoảng chừng 10 phút 15 phút là ngủ, bắt đầu là tự nhiên là ra tiếng động đó. Là ngáy à, là ngáy đó. Đó là mệt. Nhưng mà thường ngày thì giống như bình thường thì không có gì hết. Nhưng mà cái khi đó... mà mệt rồi là ngáy đó... ngáy nhiều khi mình ngủ không được luôn á. Không, cái đó cũng đâu phải tật xấu đâu, cái đó là cái tật của người ta rồi. Em phải kể một cái tật mà xấu á. Còn một cái xấu nhất nữa là như vậy nè, ăn á là cho ăn cá rồi làm cự á. Khó là ăn sao? Á hả? Có nghĩa là chị ăn thịt cá hả chị? À, không mà ổng là người nấu ăn. Mà bữa nào em mà đi chợ về mà em thấy mua cá là bắt đầu quạo rồi đó. Mà mặc dù ổng nấu cực cổ hen, mồ hôi mồ kê tùm lum hen, mà vưng lên là em nhìn thấy vậy thôi ăn mình đánh đi. Anh biết mà không ăn cá mà mua vậy thôi, anh chạy ra anh mua thịt nha. Nhưng mà suốt ngày đó em cầu nhau luôn. Là giận hơn cái đó tật xấu đó, cái đó tật xấu đó. Bây giờ có điệu em... không có điệu không điệu em không có chở đi. Là sao? Tức là vợ em có cái giống như là muốn đi đâu với em là em phải trang điểm đồ các thứ sạch sẽ đẹp đẽ em mới chở đi, còn đấy. Mà để mặt mộc là em không bao giờ em chở. Nhưng mà mặt mộc cái thì đẹp lắm nha. Chứ không phải xấu. Nhưng mà em không thích. Có nghĩa là vậy. Là tật xấu của chồng. Nhưng ờ tật xấu của em, chẳng là tật xấu của em đó. Em tự em khai ra trước rồi. Nhưng đó. Mà nè, riêng Lý thì Lý có thích trang điểm không? Dạ thích lắm. Từ nhỏ em đã ham như vậy rồi. Tới chừng lấy anh rồi, đúng là cái điều thỏa mãn nhất trong cuộc đời em là anh chở em tới ngay chỗ cái gian hàng đó, xong rồi anh ấy bế em vô trong đó cho em lựa thoải mái, mà chị có tin không? Đã. Sướng thiệt luôn. Nhưng mà hai người này lại đồng điệu cái đó. Ông này thì thích vợ trang điểm, mà vợ thì lại quá thích trang điểm. Quá thích trang điểm đó. Nên là khỏe luôn. Em là cái mở mắt ra là cái việc đầu tiên của em, đánh răng xúc miệng xong là em leo lên bàn đó bắt đầu làm. Mà được có cái đủ kiên nhẫn ghê gớm lắm. Đợi em làm không? Bất cứ thời gian bao lâu không cần biết. Đợi. Là ngồi đợi. Thôi bây giờ tới em nè. Bây giờ tật xấu của anh nè. Không, mà nói thật sự trong cuộc đời em nha, anh không có tật xấu, nhưng mà cái giống như cái mong muốn thôi, là anh ấy nói nhiều hơn một chút thôi là được. Ở nhà là em nói luôn thay phần ba cha con luôn á. Tật xấu là ít nói nè, cho nên cái mong muốn của Lý là mong em nói nhiều lên xíu. Dạ đúng rồi. Bộc lộ cảm xúc nhiều hơn đúng không? Như là ảnh mà ảnh thương em, hay là ngày đó ví dụ ảnh muốn thể hiện tình cảm yêu thương em, ảnh đi ngang cái vậy đó
là xong. Thay vì nói vợ vợ hôm nay em đẹp hay là vợ vợ hôm nay thấy thương quá gì không? Vậy là không có lãng mạn đúng không? Rồi ví dụ như tối mà có muốn nó có nhéo không vậy? Trước khi không, tôi muốn cái mang bê cái vú cái hung tóc rồi làm bú xua vậy đó. Là biết là anh muốn thôi chứ anh không bao giờ nói là anh muốn à? Không, cái đó là em nói á. Lâu lâu mà ví dụ nhiều khi công việc nhiều quá với lại hay là căng thẳng cái gì á, riêng em với ảnh mà nếu mà bị áp lực công việc mà căng thẳng á là chuyện đó không bao giờ làm được. Nhưng mà lâu quá em nói anh ơi em móc rồi đó. Rồi bây giờ em mong muốn ảnh thay đổi là chỉ duy nhất là nói nhiều hơn chút xíu. Rồi còn Hoàng Anh thì sao? Muốn Lý thay đổi điều gì? Em chỉ muốn vợ của em cũng hay càm ràm lắm. Giống như là càm ràm xong rồi thôi chứ không có gì. Nhưng mà em cũng giống như là không hợp rồi, đúng không? Em dẹp qua quan bên. Không nói tới nữa. Không nói tới nữa em bỏ luôn. Đó là vậy. Mong mà vợ em vậy thôi. Tức là không có nên càm ràm một việc mà càm ràm đi càm ràm lại. Dạ, đúng rồi. Không? Nói xong rồi dứt dạc đi. Mà em chịu khó lắm chị, em chịu khó dẫn chuyện. Ảnh mà tái phạm một cái việc na ná cái chuyện cũ đó ha, là em sẽ lấy cái đó ra em áp dụng với cái này. Đó bây giờ anh mong muốn vậy đó, em nhắm em bỏ được không? Em bớt đi. Em bớt đi cho đỡ áp lực, chị nói nghe nè. Khi mà em bớt cái càm ràm đó đi đúng không? Thì là ổng sẽ bớt áp lực nhiều. Em cũng bớt áp lực nhiều. Cái tối cái hại chồng nó khỏi bị móc. Chính xác là cái đó đúng đó, đúng nó đó. Mới hoài luôn hả? Thật ra như này nè, anh cũng mong muốn rằng là Hoàng Anh sau chương trình này về sẽ hiểu vợ nhiều hơn. Và thậm chí là mình đã lãng mạn trong cái cách mình thể hiện rồi đó. Nhưng mà anh vẫn mong em có nghĩa là nói nhiều hơn nè, bày tỏ nhiều hơn với cô gái này. Tại cô gái này rất thích cái điều đó. Nghe. Ví dụ như thay vì em vậy nè, nhéo cái con mắm này bữa nay dễ thương đó. Con mắm đó là dính liền á. Con Lý điệu này nè. Đó, bữa nay chăn mắm đi. Bữa nay chăn mắm đó. Đó nghe. Rồi cảm ơn Lý và Hoàng Anh đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Rồi cảm ơn em. Chị, tôi gặp chú rể tôi lại có một cái sự đồng cảm gì đó. Tôi thích anh rồi đó nha. Em bao nhiêu tuổi rồi cưng? Dạ em xin giới thiệu, em tên Chí Thành, năm nay em 32 tuổi, em làm nhân viên bán hàng, còn đây là vợ em. Em tên là Lê Hồng Hương, năm nay 31 tuổi, em làm quản lý đơn hàng cho công ty Nike. Rồi trong trường hợp nào quen nhau? Ngày trước em làm ở bên công tác phường, em làm bên đoàn, còn anh làm bên dân quân. Đoàn với dân quân thì thường liên kết với nhau. Sau một buổi công tác đó thì một nhóm mới tổ chức là đi hát karaoke. Nhà em một có quy định là lúc nào cũng phải 9 giờ là phải về tới nhà. Cho nên em đâu thể nào ở lại, thế là mọi người phân công anh ấy chở em về. Khi em chở Hương về nhà xong hôm sau thì em lên trên phường á, thì anh em có hỏi là không biết hôm qua mày chở Hương về mày có bị bận hay là chỗ nào không? Ủa sao vậy? Tại vì ở phường Hương là cũng có cái tiếng là dữ và rất là khó tính. Ồ vậy đó hả? Chị có thấy dữ đâu? Thì dữ khó tính với những trường hợp nào mà em không thích mà cứ lăng nhăng mà nói nhảm. Em có bị nói nhảm không? Dạ không. Nhưng mà lâu lâu cũng nhắn tin nhảm nhảm chút xíu. Ấn tượng đầu tiên em gặp chồng em là sao? Hiền, ít nói. Mà ngày trước á, ảnh đẹp trai lắm chứ không phải ít tóc giống vậy đâu. Ủa bộ mấy người ít tóc là mấy người xấu trai à? Không phải. Không phải, nói đẹp trai thiệt. Đẹp trai cũng phải chứng thành á. Ây cha, thành ra bây giờ là Chí Thành. Rất là nhiều tóc. Thấy chưa? Thầy chị coi nè, tóc nhiều lắm chứ bộ. Sao bất ngờ vậy? Vậy sao tự nhiên bây giờ tóc em lại từng cộng rồi? Do cái di truyền của gia đình á chị, như mấy ông. Đây là chụp cách đây mấy năm à? 7-8 năm á. Dạ, 7-8 năm mà thời gian nó đưa đi một số tóc đáng kể. Ủa em cua nhau làm sao? Mà sau cái buổi em chở Hương về á thì mấy anh em nói Hương khó tính vậy. Mà mày chở mà mày không có bị gì hết. Vậy anh em mới thách đố em là mày có dám nhắn tin chọc Hương và mày cua được Hương, Hương mà tới chở mà đi chơi á thì anh em sẽ khao mày chồng nhậu. Và thế là em nói giờ anh em được đưa cho mình số điện thoại đi là mình sẽ nhắn tin. Lúc đó em nhận được cái tin nhắn là em ơi em đang làm gì vậy, em có đi chơi đâu không, em ăn cơm chưa. Ngày nào cũng nhận được những cái tin nhắn giống vậy anh. Ở vườn buồn quá đi, anh em mới nhắn thật đố em thêm một lần nữa, nói mày nhắn cho Hương cái chữ anh vui không. Cái em mới nhắn hỏi anh là anh có bị bệnh gì không, cái anh nhắn trả lời em gì nè, bị bệnh thì sao lưu em được. Kết quả là em nhận được em... câu đồ khùng à. Dạ. Trời ơi phủ vàng quá. Rồi lúc đó em nhận được rồi em có thấy nản chí không? Dạ không, lại tấn công tiếp. Mưa dầm thấm đất đúng không? Dạ không, em thắc mắc một điều á, ban ngày khi mà công tác chung với nhau á thì mặt anh lúc nào cũng đóng vậy đó, mà giống như là người xa lạ không hề quen biết. Mà tối về thì lúc nào cũng nhắn nhã hả, em hỏi mấy câu là em khỏe không, em đi làm về có mệt không,
Cho nên cái thái độ với lại cái tin nhắn buổi tối á làm cho em cảm thấy là con người này khác lạ, bí hiểm dạ. quá đúng không? Nên em ghét, cua cho bằng được. Em cua làm sao? Cái hôm mà em với ảnh đi chơi á, ai rủ? Em là người rủ. Hôm đầu tiên đi với nhau là đi đâu? Dạ đi uống cà phê. Chuyện gì xảy ra? Dạ không, đi chơi với ảnh thì em chỉ có đọc thoại thôi, kể cho ảnh nghe đi làm ngày hôm nay làm sao, gặp cái gì căng thẳng làm sao, thì ảnh cứ ngồi biết rồi. Em chị hỏi nè, cái lần đầu tiên em đi chơi với vợ em á, là lúc đó em đi bằng cảm xúc thật hay là vẫn là do cái kích kia để mà em chấp nhận đi chơi với cổ? Em chấp nhận đi chơi với cô ấy để mình có được cái độ kia. Bao lâu thì em lên phường đón ảnh? Khoảng 2 năm. Có nghĩa là cái độ nhậu của em kéo dài tới 2 năm em mới được chung hả? Tại vì cứ mỗi lần mà cô ấy đi công tác hay là đi đâu về là mua cho em một phần quà, mà trong phường thì không ai có. Có một cái chị nói, chắc cái Hương nó thích mày. Thì em mới nhớ lại là mình còn cái độ ở đó. Em mới hẹn cô ấy đi chơi mà cô ấy là phải tới phường chở em đi. Rồi tiếp theo đó thì cái cuộc nhậu đó xảy ra như thế nào? Thì mấy ngày sau là chung cho em cái độ nhậu mà chỉ có anh em đi thôi chứ không có cho cô ấy đi. Hương biết không? Dạ không. Bao lâu thì Hương biết là do bị kích bác mà yêu? Dạ sau đám cưới. Sau đám cưới hả? Tội nghiệp em quá. Tôi nghĩ nếu như em mà biết trước đám cưới chắc em đè em nhổ không còn cầm tóc. Bây giờ là cái hành động nào, thời điểm nào mà em chấp nhận cái tình cảm? Có một hôm tụi em đi câu cá, câu thì nó hồi cái Hương mới cũng em qua bên cái chòi bên cạnh ngồi chơi. Cái cô ấy nói thôi mình đã quen nhau 2 năm rồi, thôi bây giờ mình tiến tới bước nữa là để tìm hiểu nhau đi. Mà lúc đó em cũng không muốn cho cô ấy buồn, em cũng Lúc em nhận được cái câu của ảnh á chị, em thực sốc, suy nghĩ là không biết mình có bị lầm không. Thì em về em mới tham khảo ý kiến của chị em, mấy chị làm chung với cô ấy nè, thấy mọi người cũng đồng tình với mình, thôi mình yêu đi. Trời ơi. Tại vì cái thời gian hẹn hò của mấy bạn có chuyện gì vui không? Có một lần á, ảnh chở em đi chơi thì về gần đến nhà rồi thì ngay cái cầu đó nó bị ngập nước. Thì ảnh mới sợ em bị ướt chân, ảnh mới kêu em là quắp hai cái chân lên người ảnh đi. Em vừa quắp lên á thì tự nhiên cậu anh ấy xuất hiện. Cái cậu em hỏi, ủa hai đứa bay đi xe kiểu gì mà ngồi gì kỳ thế? Dạ em hỏi, ôm nè. Cậu hai cái giò lên nghe em giò giờ em ngắn nữa. Thì lúc đó thì ngồi sát quá thì cậu em mới hỏi là tụi em ngồi gì mà con mũi không bay qua được. Em mới nói gỡ lại là ngồi vậy mới tình chứ đang yêu mà. Cậu góp ý nhẹ đó. Dạ. Sát gì mà sát gạt vậy đó. Sát gạt mà mũi bay qua không có được luôn á. Lúc đó trời em quê mà không thể nào tưởng tượng được. Nhưng mà chị rất là tò mò. Rồi em lấy nhau rồi em phát hiện ra là chồng em bị kích mi yêu em. Cái cảm giác của em là làm sao? Cũng hơi buồn chứ chị. Nhưng mà sao mà em biết được? Thì vô tình á ngồi chung với bạn ảnh thì tự nhiên mấy bạn ảnh táp là ngày xưa á, là tại vì em mà thua mất chồng nhậu. Chị anh cá độ với em Thành á mà nó cua được em là thua chồng nhậu. Trời lúc đó máu dồn lên. Trời đất ơi. Quay cuồng sụp đổ. Dạ, trời ơi rồi. Biết làm sao lỡ trao thân rồi. Chắc hất nguyên cái bàn luôn á. Đâu có, chứng mặn mọi người phải lịch sự với anh. Kìm nén lại. Mà về tới nhà thì em mới kêu anh vô phòng hỏi là ngày xưa anh quen em vì chầu nhậu hả? Cái anh mới nói chứ đâu có chầu nhậu hả? Đúng không? Mới nghe kể tức thì luôn á. Cái anh mới nói chứ tại ngày xưa ai biểu tại em dữ quá làm chi thì mọi người mới kích anh. Mà nhờ vậy em mới được lấy được anh á, em thấy không? Trời ơi, chảnh ghê luôn ta ơi. Được lấy được anh nữa. Ừ. Tại lúc đó mình là trai mà. Chẳng thật mà đã nghe được câu này chắc có lẽ là nó hãnh diện lắm. Thế nhà rồi cái lúc mà đưa bà xã về ra mắt gia đình á, tụi em có được sự đồng thuận của gia đình liền không? Cũng một thời gian nữa thì Hương mới nói em là thôi mình cưới nhau đi. Thì em mới về em thưa với ba mẹ em. Thì ba mẹ em mới nói là 30 tuổi nó mới được cưới. Cái lúc đó em mới 27. Tức là trong 3 năm nữa mới được cưới. Dạ, 3 năm nữa mới được cưới. Dạ. Rồi lúc đó làm sao? Lúc đó cũng chưa có kinh phí lắm. Cứ là phải tự lo. Hai vợ chồng thì bán bông, bán bông bóng, bán dừa. Hai đứa thì chân ướt chân ráo thì không biết chỗ lấy dừa ở đâu. Mà khi ra mua thì mua 500 trái thì người ta bắt chở về. Mà bữa đó hai đứa tính nếu mà 500 thì mình chở về không lợi nhiêu. Em bước được một thiên. Một thiên là nhiêu? Một thiên là 1.200 á chị. 1.200 trái dừa. Thì một thiên thì người ta sẽ chở về. Nên mình không có tốn kinh phí. Lời không chứ? Lời không? Dạ 1.200 trái dừa mà bán được có 500 trái à. Vậy bán chưa được bao nhiêu nữa. Tại vì mới lần đầu tiên bán dừa mà chị. Kinh nghiệm chặt dừa của em quá phong phú đi. Bả chặt nó phạm hoài. Trái dừa cúng của người ta thì phải tròn. Còn trái dừa cúng của chồng em gọt á
thì trái thì hình thoi, trái thì hình bồ dục, trái thì bị móp, trái thì bị méo. Trời đất ơi, vậy có nghĩa là lỗ hả cưng? Nói chung cũng không lỗ. Lúc đó thì em bán có 4.500 à, mà mấy người khác thì người ta bán 7-8 ngàn, mình ta bán hết. Cái thế là có một cái bác đó, bác mới nói chứ sao con không bán lên thành 5 ngàn. Xong cái em mới suy nghĩ, hồi mới bán 5 ngàn, trong vòng 1 ngày đó bán hết sạch. Hay quá ha. Có nhiều khi cái số 4.500 không có hợp với mình. Nhưng mà của em còn có khuyến mãi đặc biệt là người nào mua 5 trái là trở về tới nhà. Trở về tới nhà luôn. Vậy hả? Tại vì mình bán chậm quá đi, mình khuyến mãi luôn. Đồng vợ đồng chồng vậy cũng dễ giàu lắm mà nghe. Vậy khi cưới về có những chuyện bất ngờ về người bạn đời của mình. Em bất ngờ cái là trước khi đi ngủ là cứ bật em gãy lưng. Quá tai quá chứ. Rồi lúc trước khi lấy chồng ai gãy lưng cho? Trước khi lấy chồng á thì tại em nằm kế bên mẹ á, thì cứ kêu mẹ xoa lưng. Ồ vậy ngày nào không có mẹ chắc tự gãi. Rồi ngược lại thì có gãy lưng chồng. Em cũng dễ thương lắm chị. Thích coi phim siêu nhân. Phim hoạt hình. Ây cha, vẫn thích coi phim siêu nhân mà. Dạ. Siêu nhân hay mà. Siêu nhân trái cây. Mới đây có siêu nhân thần kiếm nữa. Anh coi chưa? Chưa. Ngoài coi phim hoạt hình ra còn thích phim gì nữa không? Dạ không, có chứ, phim hoạt hình với siêu nhân có hai cái đó. Bộ không có thích coi phim kinh dị à? Thôi ghê lắm anh ơi. Anh cực kỳ sợ ma. Không cảnh mộng. Bây giờ ổng sợ ma cỡ nào kể nghe coi. Bữa đó là hai vợ chồng không ăn cơm tối. Thì lúc đó là 10:30, 11 giờ rồi. Hỏi là anh có đói bụng không? Cái anh kêu đói bụng em. Nói vậy thôi giờ anh xuống nấu mì gói hay chồng ăn. Cái tầng em trên tầng 3, nhà bếp ở dưới tầng trệt. Cái ông nhìn xuống tắt đèn tối thui à. Cái ông mới hỏi hai ơi hai ngủ chưa? Không thấy tiếng trả lời. Nam ơi, Nam ngủ chưa? Không có tiếng trả lời. Lẳng lặng quay vô kéo cửa lại nói một câu rất là nhỏ nhẹ. Thôi mình đi ngủ đi em. Lúc đó em mới biết chồng em sợ ma đó hả? Dạ đúng rồi. Em sợ ma đâu có mình em đâu, còn vợ em nữa nè. Hương không sợ luôn hả cưng? Em mới phát hiện. Cứ ngủ dậy đi toilet gõ gõ. Anh dậy anh hỏi làm gì toilet mà toilet ở dưới tầng dưới, bắt em mở cửa ra ngồi chờ cửa đi lên rồi mới đóng cửa lại. Vậy có lẽ là giấu quá. Giấu kỹ lắm, giấu kỹ lắm. Giờ mới lòi. Trong cái đời sống hai bạn từ lúc mà kết hôn với nhau, điều gì mà bạn muốn người bạn đời của mình thay đổi? Em muốn anh á bớt coi phim hoạt hình lại rồi chững chạc hơn chút. Em thì chỉ muốn vợ em bớt cằn nhằn lại để cho em coi siêu nhân cho nó nhiều nhiều. Hai vợ chồng muốn người vốn đó. Thực ra thì vợ chồng bà ba mẹ đặt ra là 3 năm mới được lấy, 3 năm để mà cùng phấn đấu chứng minh cho gia đình biết. Và bây giờ là 3 năm đã ở với nhau, đúng không? Mà cái điều mà hai vợ chồng á mong muốn nhau bé xíu 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 đó thôi. Chồng bớt coi phim hoạt hình đi một chút. Thôi bây giờ đổi đi. Đi ra rạp đi coi những cái phim mà dành cho người lớn đó. Về tình cảm, tâm lý, xã hội. Hay là nếu có đi coi hoạt hình thì dắt con đi theo. Thì cái thú vui của chồng nó sẽ tạo một cái sự thú vị lan tỏa trong gia đình. Rồi vợ em sẽ bớt cằn nhằn, bớt cằm ràm về cái chuyện em coi phim. Em yên tâm đi. Vậy nhé. Dạ. Dạ. Cảm ơn hai bạn. Ở trong bước ra anh tưởng đâu trong đó nó có tấm gương. Chị cũng hết hồn, chị tưởng là gần Bin nó tham gia vợ chồng son luôn á. Nó nghe nè, sáng nay mới cạo đúng không? Anh cũng mới cạo luôn. Hai anh em mình được cái bóng lưỡng. À, rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Đinh Thị Thanh Thủy. Em sinh năm 1989. 1989 là nhiêu tuổi ta? Bây giờ anh chị cộng trừ nhân chia nó dở lắm. Rồi. Năm nay nếu mà tính luôn là 32. 32. Trẻ trung say đắm quá. Dạ. Trẻ hơn số tuổi. Dạ, nghe. Cảm ơn anh. Rồi, nghề nghiệp ở đâu? Em hiện tại bây giờ là em đang đi hát nhóm. Nhóm hát. Và em đánh DJ thêm. À, có chơi DJ nữa hả? Dạ. Ủa, dạ. Em hát nhóm nào vậy? Giới thiệu luôn nhóm, đi. Em hát nhóm The Queen. The Queen. Dạ, không biết anh em mình gặp nhau chưa ta? Dạ chắc cũng có. Anh nghe cái tên này quen lắm. Dạ. Đó nghe The Queen. Rồi mời ông xã. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Tiến Đạt. Em năm nay 35 tuổi. Hiện tại công việc em đang là quản lý cho nhóm hát. Cô ca sĩ là coi như là dưới sự điều hành cả cuộc sống là sự nghiệp của một anh quản lý. Đó. Nhưng mà là làm quản lý trước khi cưới cô ấy hay là sao? Dạ sao anh? Sao? Dạ. Thì quản lý xong rồi quản lý một thời gian mới yêu nhau đúng không? Đúng em không? Đoán đi, em làm thầy bói coi. Chắc có nghĩa là cơ không. Cơ duyên hai người gặp nhau nè. Mới làm quản lý thôi. Chứ trước đây là khán giả. Một khán giả đi coi thấy nhóm bốc lửa quá. Mà đặc biệt là thấy cái cô này cổ ấn tượng nhất trong nhóm. Có một cái chiếc răng khểnh quá đẹp. Hay là quyết định cua. Và sau đó trở thành quản lý đúng không? Dạ trước là em đi hát chung với chị hai của ảnh. Là nhóm Trendy Girls. Sau đó em mới nhóm nghỉ thời gian.
thì em mới làm với mới. Nhưng mà anh đoán nó có đúng cái phần nào không em? Không. Dạ hơi sai chút xíu. Bé nó lịch sự quá chị. Nghe bé nói là chị biết là không đúng. Bé nó lịch sự hết sức luôn. Hơi sai. Thôi thôi bây giờ đừng để anh đoán nữa. Tại tại chị một chứ cái hay kêu anh đoán lắm. Không. Khoái cười. Mỗi khoái cười chứ nổi đâu. Mỗi lần mà anh Bin mà anh đoán nó hề hước lắm em. Nó không có cái gì mà trúng vô cái gì hết trơn trời. Người ta cũng trúng bộ lâu lâu cũng trúng miếng. Rồi bây giờ thôi nè. Bây giờ thôi vậy thì hai vợ chồng kể cho anh nghe đi. Đó, cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng biết nhau và bắt đầu yêu nhau? Dạ, là trước khi mà em biết ảnh á, là em làm việc chung với lại chị hai của ảnh. Đó, em là đi hát chung với chị. Sau đó thì em mới biết ảnh. Và lúc đó thì ảnh chưa có vào nghệ thuật, chưa có quản lý em. Lúc đó làm gì? Dạ, ảnh làm bên cơ quan nhà nước. Rồi. Sau đó thì tụi em mới biết nhau, thì thông qua chị thôi. Cái lần đó là hai đứa biết nhau là cách đây bao lâu rồi? À, nếu mà tính ra là cũng 14-15 năm. Nhưng mà cái khi mà em thấy cô bé này đi hát chung với chị của mình á, thì cái lần đầu tiên mà em diện kiến cô bé này thì cái cảm giác của em sao? Thì lúc đó em thấy cũng xinh xinh. Xinh, xinh, xinh nhưng mà bây giờ hay là hơn bây giờ hay thua bây giờ? Nói thiệt. Thiệt không bằng giờ chị, không bằng giờ. Không bằng giờ. Thì anh nói là anh về anh chăm chăm đẹp hơn xưa đó. Là xinh là em thích liền dạ. Không? Đó. Em có thích liền không? Dạ chưa chị. Cái chưa duyên tới thôi chứ lúc đó là thực tế là em chưa có cảm xúc với lại vợ em. À, cảm xúc mà chỉ biết là thấy cô bé này dễ thương thôi. Hỏi thẳng luôn là lúc đó em có bạn gái chưa? Có nhiều lắm anh. Lúc đó chắc là tóc bồng bềnh đúng không? Đâu, hồi xưa là hot boy anh. Hot boy. Còn em sao em nói luôn đi, em nói cái cảm giác khi mà em gặp anh này lúc. Nói chung là em gặp ảnh lúc đầu em cũng không có ấn tượng gì nhiều, mà hình như là em thấy em ghét ổng nhiều hơn. Ủa sao vậy em? Sao hot boy mà em ghét người ta là sao? Dạ, thường em thấy ai mà mặc đồ ảnh trai hay này nọ là em cảm giác người đó kiểu giống như là sao ta? Đào hoa lắm. Đúng rồi anh, cảm giác em thấy không có được tin tưởng là tin tưởng an đó. Tâm đúng không? Đúng rồi. Dạ đúng. Càng hot boy thì là em sẽ không nhìn tới. Nhưng mà cái bề ngoài của ảnh á là nó có khác với cái tâm hồn và cái tính tình của anh không? Tức là ở ngoài thì nhìn như đào hoa, nhưng mà ở bên trong nói chuyện có hiền lành, có tạo thiện cảm với mình hay không? Thì nói chung là rất là lịch sự, nói chuyện cũng rất là dễ thương, nhưng mà kiểu như là do giống như là mới em chưa biết á, cho nên em cảm thấy em ghét. Lúc đó là em bây giờ là ba mấy mà gặp ảnh cách đây là mười mấy năm? Lúc đó em học lớp 10, lớp 11. À giờ chưa được 18 luôn đúng không? Thì thường là mấy bé mới lớn nó hay vậy lắm. Đúng rồi. Nó có một cái gì đó mà cái nó tâm tính nó kỳ mưa nắng kỳ cục. Nó mưa nắng lắm mà nó giống như nhiều khi nó thích đó. Rồi đến khi nào thì hai đứa bắt đầu quen nhau? Để nói cho nghe, nhiều khi nó thích đó nhưng mà làm bộ nó không thích. Hiểu không? Em có cảm giác gì không? Em có cảm giác con bé nó nhìn mình nó cũng ngã đó, nó cũng đổ đó. Nhưng mà nó xạo xạo, nó làm bộ nó chứng tỏ ra đây là có không? Lúc đó em cũng không nghĩ tới. Nghĩ hả? Rồi sao quen? Tại vì nói chung là tại vì lúc đó thì giống như là cũng có nhiều người muốn cua em á. Ổng là người giới thiệu để người ta cua em. Ồ vậy? Mà cuối cùng á người ta không có dính. Mà không dính. Mà dính không? Chà, lý do gì dính ta? Lý do gì mà dính được tay hay vậy? Tại vì tới cái quán cà phê đó thì bạn bè em ai cũng hỏi hết á. Ai cũng ngồi nói chuyện với bà hết. Em đâu có trách nhiệm đâu, em cứ ngồi góc ra ngoài kia. Em ngồi im. Cái bà thấy sao thằng nào mà im nó lao láo. Vậy đó, tự nhiên cái bà lại vô tình những cái thằng im nó lại là dạ, gây chú ý. Dạ đúng rồi. Cố không? Tình im để cho mình chú ý. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chính thức là quen nhau? Dạ thì cái ngày hôm đó là cũng giao thừa. Thì mấy đứa em á rủ đi đi chùa đêm giao thừa. Mà cuối cùng mấy đứa nó không ai đi. Còn có hai đứa em mà em đã lỡ xin nhà cho đi rồi. Mà bây giờ ở nhà thì bị quê. Thôi giờ hai đứa đi luôn. Có mình hai đứa thôi. Là thế là đi vô chùa, là chùa Vĩnh Nghiêm á. Là tụi em đi vô chùa cúng xong xuôi, lúc mà đi ra ngoài á thì ngồi đứng nói chuyện hết đơ đơ đơ, hết kỳ kỳ ngại ngại. Cái sau ổng nói thôi mệt quá, bây giờ nắm tay luôn đi. Kỳ quá. Là tôi rất là quen luôn. Đúng là quen luôn. Là Vĩnh luôn. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó mới 17, 18, 17. Đứng giám đó. Chùa ra xong là coi như là quen luôn. Cho nên mai mốt người ta hỏi ô lần đầu tiên các bạn quen nhau là đâu? Dạ tôi quen ở trong chùa. Rồi sau đó là tình cảm của các em nó nảy nở, nó nhiều kỷ niệm đẹp không? Hay là nó gặp trắc trở? Dạ lúc đó thì vẫn chưa đâu. Tại vì cứ nghĩ là quen đi, thử coi sao. Nhưng mà khi anh quen em rồi anh còn đào hoa không? Còn anh. Còn giấu em á. Nhưng mà có khi như nào vậy, như vậy là có nghĩa là
bạn này bạn nói giấu như vậy có nghĩa là đã có cái sự chẳng hạn như là bắt cá hai tay chẳng hạn, có không? Không chị, à, tức là trong cái thời gian quen á, thì hai đứa thì vẫn quen bình thường, nhưng mà những bạn gái cũ á, hay nhắn tin rồi rủ đi ăn sáng này nọ, cái vô tình em phát hiện thôi, thì em mới biết chứ đâu em đâu biết là ổng có bạn gái trước hay này nọ. Cái xong em mới phát hiện là ổng đang quen với con đó vậy đó, nhưng mà tự nhiên quen em. Cái xong rồi cuối cùng thì hai người dứt khoát nào em không biết. Tức là ủa là sao em kể tiếp đi em, có nghĩa là tức là em từ chối chị. Từ chối người kia. Em từ chối, em không nhận cuộc điện thoại của họ. Nhưng mà sao bà này lại thấy tin nhắn rồi bà cũng gọi. Bà gọi trực tiếp cho bên số luôn. Rồi thành thử ra em đâu dám mong man nữa. Dứt luôn. Im luôn. Dứt bên kia luôn. Dứt khoát luôn. Nhưng mà hai đứa là giống như là hai đứa quen vậy trơn tru suôn sẻ, hay là có những lúc nào mà hờn giận chia tay không? Nhau không? Đó. Dạ cũng có chứ. Có giận. Nó không thì không ai tin đâu. Có giận chứ. Và ai là người ai là người mà gọi là ấy trước? Thì cũng cái vụ đó xong là bà giận em. Bà giận em xong rồi bà cũng có trả thù không? Chắc em nghĩ cũng có đó. Tức là chủ động chia tay hay sao? Tức là cho thời gian vậy, cho thời gian. Cho anh thời gian suy nghĩ là bây giờ anh một là anh chọn em hoặc là anh chọn người ta. Thì em cho anh 2 tuần. 2 tuần để anh suy nghĩ xem như thế nào, anh trả lời cho em một câu quyết định. Thì trong lúc đó thì ngày xưa bà tham gia nghệ thuật mà, thì ca sĩ này nọ kia lên tập thì cũng là đi chung với người ta ăn uống thì đó, cái em phát hiện lại thì xong rồi em lại ghen ngược lại. Nhưng mà em cố tình em dằn mặt ảnh hay dạ, sao? Dạ đúng rồi anh, đúng rồi đó. Tâm lý dằn mặt, nhưng mà tới lúc mà ảnh ghen ngược lại thì lúc đó em sao? Dạ nói chung là thì giống như là bạn bè mình đi chơi, mình đi ăn thì cái bạn nó chở em đi thôi. Thì em cố tình cho ổng thấy mà. Khi mà thấy rồi cái ghen ngược lại em làm hùng làm hổ với người ta. Thì khi mà làm hùng làm hổ vậy rồi thì em thấy là thôi mình dứt khoát với bên người bên kia đi. Tội để... ra không phải, tức là cũng bạn bè thôi chứ không phải là quen nha. Tức là mình chỉ là mình đi chơi, đi ăn đi uống rồi người ta chở đi thôi. Rồi xong rồi tới lúc mà ổng thấy lúc mà chở lên phòng tập á, tại vì em nói là cho thời gian ổng suy nghĩ mà, thì em cũng có phải có thời gian, có không gian riêng của em. Đó. Cho ổng biết là đâu phải là không có anh, em không có ai. Nhưng mà đó vậy nè. Thì lúc mà ổng ghen lại á, thì em thấy là thôi mình phải như thế nào, phải rõ ràng. Đó. Thì khi đó em mới nói là bây giờ anh quyết định sao vậy đó. Thì ổng nào quyết định, ổng chọn em. Thì em cũng quyết định vậy thôi. Tôi cũng chọn anh. Rồi như vậy bến bao lâu thì, tại vì lúc đó là em còn, thật ra lúc đó em vẫn còn nhỏ. Dạ đúng còn không? Nhỏ. Nhưng mà gia đình có biết nhau không? Dạ, đến bao lâu rảnh mới đến nhà em? Gia đình em biết luôn. Không biết sao chứ hồi lúc mà em còn đi học á, bạn mà gọi điện thoại tới hay gì mà nghe tới con trai á, gia đình em khó lắm. Trời la không cho quen mà. Như sợ, vậy chắc chắn anh không dám sợ bị ảnh hưởng tới việc học việc của học em. Cho nên la dữ lắm, không cho quen, em cũng không dám quen. Tới năm lớp 10, lớp 11 em chưa có quen ai luôn. Cái khi mà quen biết được ảnh rồi đó, ảnh qua nhà em mà ở nhà thấy ổng kiểu cảm giác như là chắc hiền với lại này nọ vậy đó. Đó, cho nên là cũng ân hay sao á, cái không làm khó dễ không nè. Cứ qua nhà rồi ăn cơm giống như là con cái cháu trong nhà vậy. Giống như ở nhà, rể trước như nhà của mình vậy luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà qua có phụ ba mẹ được không? Có thể hiện là một người đàn ông coi như là rất là tháo vát việc nhà không? Dạ, nấu ăn luôn đó anh. Ngoan lắm anh. Nấu ăn luôn đó. Nấu ăn luôn hả? Nấu ăn luôn. Phụ chắc ông bà và vợ tương lai lúc đó chắc cưng lắm đúng không? Tại còn trẻ mà, ba má vợ em cũng trẻ lúc đó. Nhưng mà thời gian đó là kéo dài bao nhiêu lâu em? Hai đứa quen nhau trong cái thời gian đó là bao lâu? Một năm mấy rồi, hai năm mấy. Rồi xong là cưới luôn á hả? Dạ cũng chưa đâu. Tại vì nói chung là ổng cưới em là cũng giống như là bị bất đắc dĩ. Bác sĩ báo cưới hay sao? Dạ không, tức là mấy chị á, bên nước ngoài về á, cái đi qua thấy, ủa sao cái thằng này nó làm gì mà nó cứ vô nhà mình nó tự nhiên quá vậy? Đó, cái nói, cái bài em nghe, cái bài em mới kêu ổng ra nói. Ừ, con mốt con qua đây thì con ngồi ở đây bớt chơi. Bớt tự nhiên lại phải không? Bớt tự nhiên lại. thì lúc đó thì ổng thấy vậy, bực quá đi về nhắn tin với ba. Ừ, ba ơi, con muốn có vợ. Là nói với ba em hả? Không, nhắn với ba ảnh. Cái xong mới qua hỏi cưới. Lúc em nhắn tin nói với ba thì gia đình của em phản ứng như thế nào?
Lúc đó là em nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em là 22 tuổi. 22 tuổi rồi dạ. Lúc đó mà đội đàn ông mà 22 tuổi mà xin cưới vợ là gia đình hơi bị sốc đó. Không biết nhà em có sốc không chứ mà bây giờ thằng con chị mà nó biểu nó xin cưới vợ là chị sốc dữ lắm á. Nhắn cái tin, nhắn cái tin với ba là ba ơi con muốn lấy vợ. Rồi ba em cũng nhắn được một tin về nhà đi rồi tính. Vậy đó. Rồi xong rồi ba mới bàn với nhà là dẫn bà ngoại qua bên nhà bên này. Nhà tính thiệt. Để hỏi luôn. Rồi khi mà qua thì gặp ông nội bên này, ông nội này cũng ưng. Ưng rồi ông nội kêu là thôi tao gả. Nhưng mà đầu năm nữa, đầu năm thì hẹn cuối năm mới cưới. Đó thì hai bên cũng nói chung là lúc đó cũng suôn sẻ lắm. Ồ vậy hả? Dạ. Nhưng mà chị hỏi là lúc mà về em về gặp ba đó, rồi cái điều đầu tiên ba nói với em là gì? Giống như là lúc mà ba nói về đi tính đó, lúc ba gặp dạ. Em ba nói câu gì? Ba hỏi thì cũng hỏi là con muốn lấy ai rồi thế này thế nọ thì con thì sau đó em mới nói là bé Thủy tham gia chung với chị á. Ở nhà mới nói cũng được. Vậy hả? Chắc cũng nhờ cơ. Dạ. Chị đó coi như là cây cao bóng cả của chị đó. Dạ, đúng vô rồi. Bởi dạ. Vì gia đình là ưng liền đó. Chứ cả hai bên. Tại vì biết sao không, 22 tuổi á là với con trai là còn trẻ lắm. Đúng rồi. Còn con nít lắm. Trời 22 tuổi dạ. Chưa giờ nghĩ luôn á. Sự nghiệp các lúc đó còn chưa có cái gì, thành ra là mà đòi lấy vợ một cái là thấy mệt rồi đó. 30 tuổi mà tôi còn chưa có ý định lấy vợ luôn đó. Nói chứ lúc đầu ba em cũng không có đồng ý đâu. Tại vì còn nhỏ quá. Với lại ba cũng dự định là cho em qua bên Mỹ á để định cư. Nhưng mà cuối cùng em quen ông này nè, các em từ chối em không đi. Như vậy là cả hai bên đều đồng ý hết. Dạ, thì chắc chắn là đám cưới các em không có gì gọi là trắc trở hết đúng không? Dạ. Nghĩa là trước khi đám cưới có một cái trục trặc gì nữa không? Dạ có. Nữa hả? Cái trục trặc nói chung là định ngày cưới xong xuôi hết rồi. Thì có giấy mời đi nghĩa vụ quân sự. Là đi cũng một năm rưỡi. Tháng 10 cưới thì tháng 9 em nhập ngũ. Tháng 8. Vậy là sao? Ủa vậy có đám cưới đâu? Dạ thì xin về cưới xong rồi lên đơn vị lại. Dạ. Trời ơi vậy đó hả? Mà mình không có về được ngày cưới sao? Dạ, đã mời hết rồi. Dạ đã lên thiệp với lại đã mời rồi. Vậy là cái cưới xong á là cái đêm tân hôn chắc tức tưởi lắm hả? Dạ, được 5 ngày xong lại đi. Coi như cái tuần trăng mật bị khuyết á. Đúng rồi. Tuần ta 7 ngày để ở được có 5 ngày tính luôn ngày cưới. Mà vợ còn quá nhỏ nữa, đúng không? Lúc đó chắc em 19 20 hả? Dạ, dạ tính ra là 19. 19 à, đúng không? Rồi, như vậy đến nay không? Là khóc dữ không? Dạ, dạ cũng không đến nỗi. Tại vì em ở nhà ba má chồng á, thì ba má chồng cũng thương. Với lại em ngủ chung với má chồng em. Tại vì má chồng thấy em ngủ mình đó chắc buồn á, cho nên lên ngủ chung với em. Thương quá hả? Dạ. Hồi nào mà anh bộ đội về thì má chồng đi xuống lại, đúng không? Đã. Cũng 5 rưỡi anh. Dạ. Ủa em tới bây giờ là các em cưới nhau được là mười mấy năm rồi đúng không? Nếu mà tính luôn năm nay là 13. 13 năm anh. Dạ. Con cái sao rồi? Con em nay 12. Ủa vậy là sau cái tuần lễ khuyết á, của đêm tân hôn đó là dính bầu luôn dạ, hay gì? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Chắc chắn dạ. Luôn rồi. Em về dạ. Là em về là con em xuất ngũ là con em được 3-4 tháng gì đó. Tại chú bộ đội là đè nén rồi cũng chắc cả tháng trời. Thì đó. Rồi về cưới một cái là 5 ngày tân hôn. Cái đêm động phòng là phát pháo cái là dính luôn đó. Thì đó là dồn nén để còn đi chứ. Đi đúng được. Không? Ừ. Các em còn quá nhỏ như vậy, đúng không? Chắc chắn là cái đêm động phòng chắc nó có nhiều cái chưa thể khám phá được đúng không? Nó còn thiếu kinh nghiệm nữa đúng không? Người nói kinh nghiệm. Sao Đạt? Nói thôi em cũng không đêm động phòng ấn tượng không? Ấn tượng chứ anh, ấn tượng chứ. Em nói chung là cái thời đó em còn nhỏ lắm, em không biết gì luôn á. Đến nỗi hôn mà em còn không biết hôn làm sao luôn mà. Nhưng mà hai đứa là giữ cho nhau cho đến ngày dạ, cưới đúng không? Dạ. Thì bởi vì mới dính em bé luôn đó. Mà ông này 22 tuổi rồi lúc đó cũng vẫn còn trẻ lắm. Đúng rồi, rồi rồi. Rồi trong quá trình mà lấy nhau rồi là có em gái mưa rồi anh trai nắng gì không? Hai đứa. Có chắc. Nói chung luôn. Là có chắc trong luôn. Trong cái thời gian mà còn trẻ quá mà. Đúng rồi anh. Nói chung là trong cuộc sống gia đình mà lúc nào cũng phải có cái gọi là trục trặc cái này nọ. Mười mấy năm rồi chứ đâu phải là ít. Thì có những cái biến cố này nọ. Nhưng mà sau những cái biến cố đó thì mình cảm thấy là mình cần nhau hơn, mình hiểu nhau hơn. Chứ không phải là sau những biến cố đó mình tan tành hay gì đó. Sao em? Cái chuyện em gái mưa là có xảy ra đúng không? Dạ đương nhiên là phải có. Là trong trường nào? Hợp nào? Trong trường hợp nào? Dạ trong cái thời gian mà em đi diễn bên nước ngoài á, em đi Úc. Đi thời gian cũng 10 ngày. Lúc đó cưới nhau được bao lâu rồi? Cũng được 8-9 năm rồi. Ồ, mới đây. 8-9 năm. Dạ. Rồi. Thì lúc đó em đi Úc em diễn mà cũng 10 ngày thì ở nhà
cũng quản lý ca sĩ rồi cũng quản lý em đó mà em đó thì muốn đi theo hát dòng bolero á chị, nhưng mà cuối cùng thì em đã hát không được, cái cuối cùng thì không quản lý đó. Thì em thấy là dắt đi giới thiệu người này người kia vậy nọ, rồi em thấy nhắn tin qua lại nói chuyện này nọ vậy đó. Rồi em phát hiện, tại vì khi mà em về á, cái điện thoại hả, mỗi lần mà em kêu đưa cho em hay gì nọ giấu, run rẩy lắm, run rẩy lắm, không dám đưa. Tới tối em gần em chôm cái điện thoại để em coi sao mà có ngày cứ giấu điện thoại hoài luôn đó. Cái xong em gần mà gần không được đang ngủ này em chụp cái điện thoại cái giật mình giật lại, rồi em nói chắc chắn là có chứ mày không có, kiểu này là chắc chắn là có đó. Cái xong mà em chụp đại vậy mà dính, hỏi thẳng luôn, hỏi vậy mà dính đó. Cái xong em mới phát hiện ra đó, rồi hỏi ra thì cũng chưa có gì hết, cũng mới có kiểu như nhắn tin qua lại rồi ngủ ăn thì mưa nắng chút đỉnh đúng đó. rồi gì là đó là phát hiện ra là bạn này thôi đó. Dạ xong rồi em nói chuyện với ba mẹ em, được cái là có gì là em nói chuyện với ba mẹ để giải quyết, em không có tự giải quyết mình. Rồi sao đó chơi, rồi có chơi chiến thuật dằn mặt lại ảnh không? Anh trai nắng luôn. Dạ không, tại vì lúc đó cũng lớn rồi, em không có cái cư xử đó nữa. Cái lúc kia là còn nhỏ. Dạ đúng rồi, tại vì khi mà mình gia đình mình con nữa, mình phải suy nghĩ cho con mình. Lúc đó em sao Đạt? Có năn nỉ, có giải thích hồi gì không? Sợ hãi có không? Có sợ gãy đổ không? Có năn nỉ chứ. Rồi ba mẹ cũng kêu qua, ba mẹ bên em cũng kêu qua ra ngồi nói chuyện. Rồi tao cấm mày vậy đó, không được vậy. Mày được, mày được. Phải nói với lại vợ mày sao? Rồi thế là lên bàn thờ ông bà rồi hứa chứ cửu quyền tất tổ. Dạ, là cái đó là không có chối. Anh nghĩ là chỉ có trục trặc cái vụ đó thôi đúng không em? Dạ đúng rồi. Tới nay là không có còn cái vụ nắng mưa nữa đúng không? Rồi, sợ rồi. Chúc mừng. Sợ tới giờ luôn. Thật ra là các em lấy nhau từ cái thời mà còn rất là trẻ mà cho tới bây giờ mà chỉ có một cái chút xíu như vậy thôi thì cũng phải nói là các em cũng đã giữ cho nhau rất là nhiều để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình ha. Dạ. Rồi bây giờ thôi, bây giờ mình vô cái vụ kia đi chị ạ. Kia đi em ơi. Kia đi. Cái đại hội dạch mặt em đi. Biết cái vụ đó không? Ừ. Vụ đó là cái vụ ăn tiền nữa nè. Đạt nói trước đi. Đạt sao em? Nãy thấy Đạt coi như là nãy giờ ngồi mà. Em hiền. 13 năm trời về chung chăn chung gói với cô ấy, có phát hiện cô ấy có nhiều tật xấu không? Tật xấu gì không em? Nói thiệt. Tật xấu của vợ em thì nói chung là vợ em dở lắm, dở về nấu nướng, giặt giũ, tất cả mọi cái dở lắm. Công chuyện nhà dở. Dạ dở lắm. Là không biết làm không gì hết nấu là sao? Luôn, không biết làm, chỉ biết nấu được hai món à. Mì trứng, mì tôm với lại chiên trứng thôi. Trời, hai món khó quá em. Chiên trứng nó còn dễ hơn luộc đó. Có những người chỉ biết luộc thôi. Sao? Còn có biết rửa chén không? Ít lắm thôi. Cái con em nói cho mẹ, mày rửa chén được nhiều lần lắm á ngoại ơi. Cái mà ngoại hơi một mẹ mày rửa được mấy lần? Dạ hai lần luôn á. Trời ơi, rửa được tới hai lần trong 13 năm đó, ghê thiệt chứ. Quá nhiều luôn, số lượng quá nhiều. Không biết về nữ công gia chánh đúng không? Dạ. Rồi ngoài ra thì có cái tật gì nữa không nè? Nói chung là cái gì em cũng làm hết á. Về nhà em làm hết cho anh. Tính mà tình còn thì sao? Giờ em còn tật xấu gì nữa không? Dữ lắm anh ơi. Giữ thì mới giữ được em đó đúng không? Cực dữ. Giữ cỡ nào đâu em? Nó giữ là giữ như thế nào? Cực dữ. Chửi em dữ lắm. Nhưng mà cũng không có tục. Ví dụ em xỉn nhậu về này kia là nó chửi ghê lắm. Chửi sáng dậy còn chửi tiếp nữa. Nhưng mà mỗi lần chửi vậy thì em sao? Em có phản ứng không hay là im lặng? Em im Em im xong nghe rồi bỏ em đi uống cà phê. Vậy đó. Vậy là nóng tính đúng không? Giờ em là nóng tính đúng không? Giận lâu không? Buổi trưa là xong rồi, chiều về đi. Thường mấy người nóng tính không có giận lâu em ơi. Nóng rồi xả ra xong là hết đó. Trưa về ăn cơm là xong rồi. Rồi còn gì nữa không? Không có biết làm việc nhà nhiều nè, rồi nóng tính nè, rồi còn gì nữa không? Nói chung là kiểu ai đó thôi chứ. Có hay nói đi nói lại một vấn đề không? Dạ có chứ, nhai đó. Nhai đó. Nhai mới nói nhiều đó. Có nhai là chuyện cũ không em? Dạ không. À, được nghe. Nhưng mà cái đó được á. Dạ. Ủa, sợ nhất là phụ nữ mà đem chuyện cũ ra nói. À. Rồi tới em đó. Không mà nhiều lắm. Tại vì á, em thì không thích nhậu nhẹt mà tối là cứ nhậu miết à, tại ngoại giao á. Bạn ngoại giao bè, để kiếm show cho ngoại em. Ngoại giao rộng, dạ đúng rồi. Đó, cứ mỗi lần nhậu là em gọi điện thoại không bao giờ được. Ít ra cũng phải anh đang đi với ai hoặc là sao cho mình biết. Này không. Đó. Nhậu cứ mỗi lần nhậu về là em la. Mà em la là tới sáng.
Đang, trời ơi, nhậu thứ mà nhậu về là chỉ có muốn ngủ thôi em. Mà tưởng tượng đi về bác ngồi bác cứ lải nhải hoài. Căng á, căng nhằn quá. Tới trưa ngày hôm sau luôn anh. Mà em ngủ được không á? Cái quan trọng là ông có ngủ được không? Không mà vậy mà nó vẫn phải ngủ nè. Xỉn rồi, ngủ hết. Vậy mà nó vẫn còn nhậu được là hay lắm luôn á. Chứ còn căng nhằn kiểu đó là làm biến nhậu luôn á. Thì em không thích em nhậu nhạt nhiều. Ờ, rồi nhậu nhiều rồi còn gì nữa không? Thứ nhất rồi, thứ hai là ngủ á, khi mà kêu dậy á, một cái có công việc cái gì á, kêu chừng ai luôn. Khó dậy, ngủ vậy đó. Ừ. Ngủ qua ổng ấy đó. Hồi nhậu rồi. Xong về có làm phiền vợ không? Cái đó tật rồi. Tật dạ, đúng rồi. Hai em, nhậu thì xong về có làm phiền vợ không? Bị cái tật là đã nhậu về khuya thì cứ việc về ngủ đi, không. Alo, em ăn cái gì không? Anh mua về cho em ăn. Cứ lôi đầu mình dậy mà ăn. Đang mà trong khi quạo đúng quạo luôn. Mình đang ngủ mà. Đó, mà trong khi em đâu có ăn khuya đâu, em giữ giác nữa. Đó, cái xong kêu dậy ăn mà ăn khuya. Mà mua một lần mua về hay mua 2-3 phần. Đó. Cho ai ăn dữ vậy? Ổng ăn. Ổng ăn 2 phần. Ủa, cái tật mà nhậu em xong về khuya phần. Hay đói bụng lắm đúng không? Dạ đúng, dạ, đúng rồi, đúng rồi. Ăn vậy á. Bạn. Anh em cứ dạ. Hai cái đầu đồng cảm đầu, ghê hồn luôn. Dạ. Rồi sao nữa cưng? Đó, cứ kêu vậy rồi đi toilet thì lúc nào cũng lâu đó. Đi vô chổng giống như là muốn ngủ ở chổng luôn hay sao á. Là buổi sáng hả? Buổi sáng lúc... anh. À. Đó là đi cả tiếng đồng hồ vậy đó. Mỗi lần mà có công việc cái gì trời ơi. Réo gọi ghê gớm lắm đúng không? Rồi còn gì nữa nè? Dạ, chỉ có gì đó thôi. Dạ. Rồi giờ em mong muốn đạt thay đổi điều gì? Thì nói chung là bớt nhậu giùm em. Bớt nhậu lại. Dạ. Là con em là bây giờ có một đứa rồi đúng không? Dạ, dạ đúng rồi chị. Ờ, bớt sao không có thêm lại. Nữa? Phải bớt em... nhậu mới có thêm được. Em cũng chưa có dự định đẻ thêm. Ừ. Tại vì nếu mà đẻ là phải kiếm thằng con trai. Ừ. À đứa lớn đứa con gái hả? Dạ đứa con gái. Còn nếu không thì thôi không đẻ nữa. Yeah. Chút ra đây anh chỉ cho bí quyết đó đi nha. Ủa con trai. Mà nhậu kiểu này là không bao giờ mà ra con trai. Trời, người ta rượu bổ. Đúng rồi, đúng rồi, cái đó được đó. Rồi giờ Đạt muốn muốn vợ thay đổi điều gì nè? Dạ em thì muốn bà hiền chút thôi. Hiền chút mà. Hiền chút. Trời nó đơn giản quá mà em bớt nhậu đi nó hiền lại. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Nó chỉ giữ nhất lúc mà em nhậu rồi nó căng nhằn cử nhử nó la lối thôi thì giờ á 50-50 đi. Chứ từng chị... 7 lần thì giờ mình bớt còn 2 lần thôi. Chứ chị thấy ngay từ tối tới trưa luôn á. Thì đó, đó thì tại vì em nhậu đó nó ghét nhất là nhậu dạ, mà đúng không? Dạ đúng rồi. Mà bả Nhai có khi nào em trả lời lại không? Đạt không, em im. Không, im. Em im. Hãy im xong rồi đi. Em đi. Đi đi xong rồi em im. Rồi quay về la tiếp. Dạ không, quay về là không. Quay về là tới chiều là đi diễn rồi. Là chuẩn bị là công việc. Công nói chung là em mà đã vào công việc rồi á là em sẽ không có tính đến mấy cái vấn đề khác nữa. Okay. Rồi dạ. chị thấy vậy nè, em bớt lợi. Dạ. Em bớt lợi cái bé nó cũng bớt lợi. Dạ. Bớt lại là có hai cái lợi cho cả hai đứa luôn. Dạ. Là thứ nhất nó giữ được giọng nó ca sĩ mà. Dạ. Bắt nó nói hoài, nó tắt tiếng nó hát em khàn giọng luôn á. Cái thứ hai nữa là em mà bớt nhậu em kiếm được thằng trai. Trời ơi. Trăm bề lợi hết trơn đúng không? Lợi đôi đường. Nghe. Thôi hai vợ chồng quá hạnh phúc rồi. Đúng không?